Thưa quý vị, thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến nay, phường Phước Hiệp và phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri tại nhà về việc sắp nhập phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung. Các tổ phát phiếu của phường Phước Hiệp và phường Phước Trung thành phố Bà Rịa đã đến từng gia đình hộ dân để phát phiếu lấy ý kiến về việc sáp nhập phường Phước Hiệp và phường Phước Trung thành lập phường Phước Trung theo dự thảo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Việc lấy ý kiến đảm bảo công khai dân chủ và đúng quy định pháp luật. Sau 2 ngày lấy ý kiến, phường Phước Trung có 99,78% cử tri và phường Phước Hiệp 98,12% cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập này.